Jimmy thân nhật kính chào quý khán giả của Người Việt TV và xin mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Hòa Lan điều tra một băng đảng Ireland đưa người Việt Nam bất hợp pháp vào Anh quốc. Tạm thời vô hiệu hóa quy định của Tổng thống Trump về người chi dân phải có bảo hiểm y tế. Nhiều đại biểu quốc hội không đồng ý việc mật hóa thông tin thân thế lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phát hiện bản đồ đường lưỡi bò trong giáo trình đại học. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Trong phần tin đầu tiên cho hay, nhà chức trách Hòa Lan đã mở cuộc điều tra một băng đảng Ireland bị nghi rằng là đưa người Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh quốc và cho rằng đây có thể là băng đảng thứ hai ngoài băng đảng đã đưa 39 người Việt rồi gây ra cái chết của họ trong tuần thứ ba của tháng 10. BBC đưa tin rằng đầu tháng 8 vừa qua, cảnh sát Hòa Lan đã bắt giữ một tài xế xe tải người Ireland, Hook, với 29 người Việt trên thùng xe, tất cả họ đều không có giấy tờ vào EU hợp pháp. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ tạm giữ tài xế một thời gian ngắn, rồi thả, và cuộc điều tra tạm ngưng. Do tác động của vụ Exit, cảnh sát Hòa Lan đã mở lại cuộc điều tra sự việc này, với nghi vấn là nhóm người Ireland cũng đưa người từ Bỉ sang Ireland. Công thư viên Hòa Lan đang xem xét việc đưa ra lệnh truy nã đối với tài xế nói trên. BBC cũng cho biết hồi tháng 7, cảnh sát của Mỹ đã bắt giữ một tài xế khác với 20 người nhập cư trốn trong thùng xe. Nhiều báo đưa tin nhiều về tài xế trẻ bị các băng đảng tuyển dụng, dụ dỗ, thậm chí là cưỡng bức nhiều tài xế trẻ tham gia đường dây đưa người. Và tiền công được nhận là từ 500 tới 3.000 bảng cho một người. Cũng có trường hợp những người đi lậu được đưa vào xe mà tài xế không biết, nhưng phần lớn là một nhóm người được đưa lên xe với sự hợp tác của tài xế một tài xế nhiều tuổi nói ông bị nhiều băng đảng dụ dỗ tham gia vận chuyển người lậu từ trong nhiều năm qua về việc 39 người Việt đã mất trong container ở Anh Quốc sẽ đưa xác họ về Việt Nam để gia đình các nạn nhân an tán. tuy nhiên theo một số nguồn tin không chính thức có một số gia đình không nhận lại xác người thân quay sang một tin khác thì cái quý vị vào ngày hôm qua ngày 2 tháng 11 một thẩm phán liên bang ở tiểu bang Oregon Tạm thời vô hiệu hóa quy định mới của Tổng thống Trump yêu cầu những người di dân phải có bảo hiểm y tế thời hạn là 30 ngày tính từ ngày đến Hoa Kỳ hoặc chứng minh có đủ tiền để chi trả các chi phí y tế cần thiết. Theo bản tin của hãng Reuters cho hay, thẩm phán Michael Simon tạm thời vô hiệu hóa quy định này trong vòng 28 ngày tính từ thời điểm dự kiến có hiệu lực là ngày 3 tháng 11 năm 2019 các thủ tục pháp lý chống lại quy định này vẫn chưa được tiếp tục. Trong phán quyết dài 18 trang, thẩm phán Simon cho biết, gánh nặng đối với những người di dân và gia đình của họ chỉ là sự biện minh để ngăn chặn người di dân trên toàn quốc. Bảy công dân Hoa Kỳ và một tổ chức vận động đã đệ đơn kiện quy định này. Họ cho rằng là sắc lệnh của Tổng thống sẽ viết lại luật di dân và chăm sóc sức khỏe và có thể sẽ cấm hàng trăm ngàn người di dân trong tương lai. Suốt thời gian qua, những người sắp di dân phải tìm cách có bảo hiểm dù hệ thống chăm sóc y tế phức tạp này chưa phục vụ những người đang ở nước ngoài vào giờ. Quyết định của tổng thống Trump nhằm mục đích là chấm dứt các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đóng thuế phải gánh các chi phí cho những người không có bảo hiểm y tế hay không có khả năng chi trả các khoản y tế. Họ đưa ra dự kiện cho thấy số người di dân hợp pháp thiếu bảo hiểm y tế nhiều gấp 3 lần so với công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên các chuyên gia về chính sách chăm sóc sức khỏe cho biết người di dân ít dùng dịch vụ y tế hơn là công dân của Hoa Kỳ. Theo phân tích của giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Y tế của Đại học George Washington thì gần đây một số người di dân không bảo hiểm y tế chiếm chưa đến 1 phần 10 của một 1% phí y tế của Hoa Kỳ trong năm 2017. Và quay sang phần tin khác thì nhiều đại biểu Quốc hội của Cộng sản Việt Nam không đồng tình với dự luật bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó có thông tin về thân thế của lãnh đạo cao cấp của chế độ. Theo dự thảo đang được thảo luận tại kỳ họp Quốc hội thứ 8 ở Hà Nội thì phạm vi quy định bí mật nhà nước quá rộng, bao gồm thân thế sự nghiệp của lãnh đạo Đảng và nhà nước, an ninh quốc phòng, đất đai, địa chất, biển, công nghiệp và thương mại vân vân. Đại biểu luật sư Trương Trọng Nghĩa cho rằng quy định trên không hợp lý, gây ra lợi bất cập hại khi các chủ trương chính sách cần phổ biến công khai và nhiều thông tin không thuộc về nhà nước bị quy định là thông tin mật. Cái thú vị ông Nghĩa được VN Express dẫn lời nói rằng là thông tin về lãnh đạo đảng và nhà nước hay trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng cần phải công khai, nhanh, rộng. Ông đã phải tra cứu nhiều thông tin về Việt Nam từ nguồn nước ngoài vì ở trong nước những thông tin như vậy bị coi là bí mật nhà nước đồng tình với ông Nghĩa thì một người đại biểu Phạm Như Hiệp cho rằng không phải bất cứ thông tin nào của chức danh cao cấp là bí mật. Còn bà Trần Thị Quốc Khánh thì nói chỉ luật này mâu thuẫn với luật tiếp cận thông tin vốn có hiệu lực từ tháng 8 vừa qua. Tuy có nhiều đại biểu lo ngại về độ rộng, tính trừu tượng và chung quy của chỉ luật trên, nhưng phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị vẫn cho rằng quy định trong dự thảo về bí mật nhà nước trong 15 lĩnh vực là phù hợp. Những tiếng nói phản biện dường như quá ít và quốc hội bù nhìn sẽ thông qua dự luật này trong tháng này. Quay sang phần tin khác, thì cứ thú vị một cuốn sách dạy tiếng Trung do Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh phát hành và được sử dụng ở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sử dụng bản đồ có hình lưỡi bò tại Biển Đông. Truyền thông của trong nước loan tin này vào hôm qua, theo truyền thông Trung nước thì bản đồ lưỡi bò hay còn gọi là đường đứt khúc chính đoạn mà Trung Cộng tự ý vẽ ra ở Biển Đông xuất hiện trong 36 cuốn đọc và trang 32 cuốn nghe sơ cấp 1 của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Kính thưa vị, đây là giáo trình dạy và học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất của khoa Trung, Nhật. Bản đồ đường lưỡi bò trong sách được sinh viên phát hiện và báo với lãnh đạo của khoa và cũng như nhà trường. Ông Bùi Văn Thanh Trưởng khoa Trung Nhật Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được báo chí trong nước trích lời cho biết, giảng viên và sinh viên của trường đã sang Bắc Kinh tập huấn. Ông Thanh cũng cho biết là các giảng viên thấy giáo trình này hay và ngữ pháp cũng như là cách đặt câu logic hơn những cuốn giáo trình cũ ở khoa. Ngoài ra thì ông Thanh cũng nói rằng hầu hết những trường dạy tiếng Trung ở Hà Nội đều sử dụng giáo trình này vì coi đây là tài liệu gốc chuẩn, câu chữ không có vấn đề gì. Việc đưa giáo trình vào sử dụng được ông Thanh lý giải là đã qua hội đồng thẩm định và không phát hiện nội dung đi ngược với đường lối chính trị, không vi phạm các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo. VnExpress cũng trích lời của ông Vũ Văn Hóa, phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, nhà trường đã thông báo và thu hồi giáo trình của tất cả các lớp. Số lượng thu hồi tính đến nay là khoảng từ 500 đến 700 cuốn. Trong các năm qua, thì Việt Nam liên tục phát hiện những ấn phẩm từ sách cho tới đồ chơi hay là những phim ảnh có bản đồ hình lưỡi bò của Trung Cộng ở Biển Đông, vốn đã bị Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ tính hợp lệ. Gần đây nhất là vì các rạp chiếu phim ở Việt Nam cho chiếu bộ phim Người tuyết bé nhỏ do Hoa Kỳ và Trung Cộng hợp tác sản xuất. Bộ phim bị rút khỏi rạp chiếu phim sau khi người xem phát hiện có đoạn chiếu bản đồ hình lưỡi bò. Biển Đông vẫn là nơi còn tranh chấp về chủ quyền giữa Trung Cộng và nhiều nước khác trong khu vực, bao gồm có Việt Nam. Đường lưỡi bò mà Trung Cộng từ vẽ ra trên biển đòi chủ quyền đến gần 90% diện tích vùng biển này. Chúng mình thấy nhật tường trình cho người Việt TV.